Vâng, Đức Hiền Audio xin kính chào toàn thể các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì trở lại với clip của em thì là cũng có một số những dòng loa toa do các bác đã đặt hàng. Thì là em sẽ cũng đấu nối sẵn hệ thống phân tần cách ly vào cho loa toa để các bác về sẽ chơi trực tiếp vào dàn âm thanh nhà mình. À, như con này em đã nhét được cái biến áp cách ly nó vào bên trong cái dòng loa như loa 30 này. Loa 30 thì nó có cái đít nó lồi ra thì em nhét nó vào đây cho nó gọn này. Còn những cái thằng 50 này thì là em đã đấu xong thì là em sẽ để ở cái chân giá của nó. Thì như các bác đã biết thì là những cái dòng loa toa Indo này thì nó cho cái giải âm trung rất chi là rõ nét và sắc sảo. À, không thể phủ nhận được là nó cho cái chất âm nó tốt như vậy thì là tại sao chúng ta lại không ứng dụng nó vào trong hệ thống karaoke nhà mình. Đấy, mà làm sao có phải đi chọn những cái đôi loa nó đắt tiền mà hát karaoke mà nó không được rõ tiếng ấy. Đấy, tại sao các bác nhạc hiếu hay dùng những cái dòng loa như này? Bởi vì trong đám tang thì nó rất chi là ồn ào. Mà các bác ấy chơi loa thì chỉ có một đôi loa thùng rất nhỏ mà phải chơi trong những cái đám đông như vậy thì là các bác ấy đã phối hợp những cái dòng loa toa Indo như này vào thì chất âm và lời ca của các bác ấy cực kỳ là rõ ràng. Thế nhưng mà hôm nay thì là Đức Hiền đã cho ra rất nhiều những sản phẩm loa toa để phối hợp với cái dàn karaoke nhà mình, tức là nó sẽ mang cái chất âm khác so với những cái bác chơi nhạc bát âm nhé. À, các bác chơi phường bát âm là các bác chơi thẳng vào âm ly, cho nên là những cái dòng loa này nó rất hay bị cháy và các bác cũng rất sợ là nó hay bị cháy. À, thế nhưng ở Đức Hiền Audio thì đã cho ra một sản phẩm là phân tần cách ly công suất giữa loa toa và hệ thống máy đẩy công suất, cho phép anh em quánh ngoài trời cũng như là quánh trong nhà phối hợp cùng với dàn loa full cho ra chất âm karaoke cực kỳ là rõ nét và cái tiếng hát của ca sĩ của anh em thể hiện lên thì nó rất chi là rõ ràng trên hệ thống karaoke. Đấy, nó là dòng loa chuyên về lời ca nhé. Thì chiếc phân tần này của em đã thực hiện một chức năng, đó là cắt giải bát, cắt giải tép, chỉ đưa ra tiếng trung thôi. Đấy, phần quan trọng của nó là chỉ đưa ra lời ca ở chiếc loa này. Đấy, bởi vì cái dòng loa này nó chỉ thể hiện ở giải âm trung thôi, giải âm âm cao thì nó cũng không thể hiện được rõ nét lắm. Với hệ thống phân tần cách ly này của em thì nó khác hoàn toàn so với những chiếc loa Indo mà họ gắn sẵn cái trở kháng bên trong nhé. Đấy, cái hệ thống trở kháng của loa mà nó gắn sẵn nó sẽ không đáp ứng được khi chúng ta chơi vào hệ thống âm ly cũng như là cục đẩy nhé. Thì bên em đã cho ra sản phẩm là phân tần cách ly công suất giữ nguyên chất lượng âm thanh cho chúng ta. Đấy, các bác mà muốn thể hiện giọng ca hay này, nghe nhạc hay này, đặc biệt là những cái dòng nhạc bolero, những dòng nhạc trước những năm 1975, những dòng nhạc mà thu mộc mạc đấy, nghe những ca sĩ Duy Khánh, Hàn Mặc Tử, rồi thì là Lệ Quyên, Trường Vũ, Chế Linh, một số những ca sĩ của những năm công nghệ nó chưa có, thu cái tiếng mộc mạc của ca sĩ nó thực sự ấy, thì là khi phát trên hệ thống loa toa này cùng với phân tần cách ly thì là chất âm của nó nghe cực kỳ là hay và dàn karaoke nó sẽ nổi được cái giải âm trung lên, giải ca sĩ hát. Thì hôm nay là có xem này, có 3 đơn nhá, 3 đơn hàng em đã đóng gói, đã xử lý xong. Thì em cũng tiện quay lại cái video cho anh em xem. Thì con như con 3 con 50 này thì là đấu nối xong này. Đây là hai dây này thì là các bác về là
đấu thẳng vào cục đẩy hoặc là đấu sau chạm loa, sau chạm loa full nhà mình đang dùng nhá, là chơi luôn, là hòa cùng với dàn karaoke luôn. Đó, cho ra giải âm chung rất chi là hay và rõ nét. Đối với những dòng loa 30W thì bên em sẽ cho chiếc phân tần cách đi này vào trong và sẽ gắn một con tụ ở ngoài này, bởi vì bên trong này nó chật rồi. Đó, sẽ nhét Việt Nam vào đây. Tí nữa em sẽ test thử chất âm trên hệ thống loa toa này cho các bác nghe nhé. Vâng, đây em đã đấu một cái hệ thống loa toa 50W vào dàn âm thanh. Đây là cục đẩy này. Đấy. Và đang hát trên đôi loa full kia. Đây là con loa toa em đã đấu nhá. Đây là hai dây, là hai dây chờ này. Và bây giờ em sẽ cho nó hát thử lên nhá các bác nhá. Cho nó hát lên là cái tiếng âm trùng nó rất chi là rõ nét luôn. Đây em chập cái này vào nó hát này. Chập vào nó chơi nhá. Phê không? Tiếng ca nó lên có phê không? Cực kỳ là phê nhá. Đấy, thì các bác có nhu cầu chơi thêm cái giải âm chung nó rõ ràng thì hãy liên hệ với Đức Hiền. Số điện thoại 032 770 9495. Đức Hiền gửi toàn quốc nhá. Vâng, clip của em đến đây là kết thúc. Chúc tất cả anh em một ngày mới thật là tràn đầy hạnh phúc và nhiều tiền. Ok, xin cảm ơn.